lên tiếng. Lại như vậy là xong rồi đúng không? Bây giờ anh em ta kêu lấy đồ ra đây. Lấy giờ nãy giờ anh xuống. Lấy ra cho người ra thời gian lấy chứ. Vô nghe lên tiếng. Xử lý nhanh cái trường hợp này không ngon đời gì hết đó. Anh Diệt đâu rồi? Anh Diệt đâu? Giám sát tất cả các hồ này bắt đầu từ ngày mai. Nếu vi phạm vỉa hè anh phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm tất cả các hồ này. Nghe rõ chưa? Dạ, không cần công bố à. Nhưng mà ai cho phép? Dạ, hồi trước có tính. Ngay trên lề đường này mà để nhà to đùng không cho, không ai sẽ ở ấy, không ai làm việc hết. Thôi, nè, to đùng như thế này. Anh cho dẹp luôn để giải phóng cái lề đường nhá. Đi đi điểm đọc đấy này, nghe đây khẩn trương tập quá ra. Tôi nói ông không làm là ông làm, không cần phải lo sợ gì cả. Lên lên đó. Rồi. Quay. Lên trên xe của. Quay.